Sáng ngày 25 tháng 6, gia đình ba cháu bé tử vong trong vụ cháy nhà trên đường Nguyên Phi Ý Lan, phường 7, thành phố Đà Lạt, cho biết đã đưa thi thể các cháu về đến huyện Định Quán, Đồng Nai trong đêm hôm qua để tổ chức an táng. Trước đó, sáng ngày 24 tháng 6 đã xảy ra vụ hỏa hoạn trên đường Nguyên Phi Ý Lan làm ba bé từ 1 đến 6 tuổi tử vong. Căn phòng của bà ngoại ba nạn nhân nhỏ tuổi đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Thi thể ba cháu bé được đưa nhà tăng lễ, bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, cha các bé là anh A, quê Đồng Nai, đang làm thuê tại tỉnh Bình Thuận đã tức tốc đón xe lên thành phố Đà Lạt, mất ba con trong cùng buổi sáng. Vợ anh là chị Tê bị sốc nặng, sức khỏe yếu, phải điều trị ở trạm y tế phường 7, thành phố Đà Lạt. Anh A phải chăm sóc vợ rồi qua bệnh viện lo hậu sự cho các con. Ngay sau khi xảy ra hỏa hoạn, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người thân của các nạn nhân. Người dân tổ dân phố Thánh Mẫu đã đăng thông tin trên mạng xã hội kêu gọi hỗ trợ gia đình của các cháu bé vừa gặp nạn. Là người túc trực tại nhà tang lễ, bà Trần Thị Vũ Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt cho biết, mặc dù trời mưa suốt buổi chiều ngày 24 tháng 6 nhưng có rất nhiều cơ quan đoàn thể tổ chức và nhà hảo tâm đến thắp nhang cho các cháu đồng thời hỗ trợ tiền cho người thân để lo hậu sự cho các cháu. Khi thắp nhang tiễn biệt những đứa trẻ xấu số, nhiều người không cầm được nước mắt. Tính đến chiều tối ngày 24 tháng 6, số tiền các đoàn thể tỉnh Lâm Đồng và người dân hỗ trợ gia đình ba bé đã lên đến hơn 420 triệu đồng. Công an thành phố Đà Lạt đã phối hợp cùng công an tỉnh Lâm Đồng và viện kiểm sát khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Bước đầu xác định nguyên nhân là do chị Tê bật bếp ga nấu đồ ăn sáng cho các con rồi khóa cửa, ra ngoài mua sữa nhưng quên tắt bếp ga. Đến chiều tối ngày 24 tháng 6, sau khi các cơ quan chức năng hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi xong, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt đã điều hai xe ô tô chuyên dùng của trung tâm y tế thành phố Đà Lạt để chở thi thể các cháu và người nhà về huyện Định Quán. Vì mẹ và bà ngoại của các cháu bé bị sốc nặng, sức khỏe yếu nên trên chiếc ô tô chở hai phụ nữ này về huyện Định Quán có y bác sĩ túc trực chăm sóc sức khỏe. Rất nhiều cán bộ và người dân ở thành phố Đà Lạt đội mưa tiễn biệt các nạn nhân cho đến khi hai chiếc ô tô xa khỏi tầm mắt. Theo thông tin từ người thân của các nạn nhân, khuya ngày 24 tháng 6, rất nhiều người là họ hàng láng giềng chờ đợi đoàn xe chở thi thể ba cháu bé từ thành phố Đà Lạt về huyện Định Quán, Đồng Nai. Lễ an táng cho ba cháu bé sẽ được tổ chức vào sáng ngày 26 tháng 6.